chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và xã hội số tháng 1, số đầu tiên của năm 2019 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Trong chuyên đề này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Thừa Thiên Huế trích nguồn ngân sách gần 17 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thưởng Tết không chỉ tạo thêm một khoản thu nhập cho người lao động mà còn là sự ghi nhận động viên của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm làm việc nỗ lực. Thêm nhiều nguồn lực dành cho công tác giảm nghèo bền vững tại Nam Đông và A Lưới sau 2 năm thực hiện kế hoạch 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%. Thưa quý khán giả, phần tin tức chi tiết của chuyên đề sẽ được bắt đầu với những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực lao động và xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%. Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm 2019, cả nước có 60-62% lao động qua đào tạo nghề. Năm 2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành địa phương hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hỗ trợ việc làm cho khoảng 2 triệu lượt người. Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm, cả nước có 60-62% lao động qua đào tạo, trong đó có 24-25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, đưa hơn 100.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục giảm, cơ bản không để hộ gia đình chính sách nào phải rơi vào cảnh nghèo. Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho trên 16.000 lao động, trong đó phấn đấu có trên 1.000 lao động đi xuất khẩu lao động. Theo đó, ngành sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, song hành cùng với việc tăng tần suất, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày hội việc làm và các sàn giao dịch việc làm tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn, cũng như chủ trọng giải quyết việc làm cho lao động vô dư từ khu vực nông nghiệp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động cho nhóm lao động yếu thế. Năm 2018, công tác giải quyết việc làm mới cho lao động cũng đã đạt 104% kế hoạch đề ra với trên 16.000 người, trong đó có 1.064 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt gấp đôi so với kế hoạch. Gần 17 tỷ đồng là kinh phí ngân sách trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo quyết định số 84 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành. Cụ thể, trợ giúp 1 triệu đồng cho mỗi gia đình chính sách tiêu biểu, cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố Huế. Trợ giúp 500.000 đồng cho mỗi hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu, 300.000 đồng cho đối tượng hộ nghèo, 200.000 đồng cho người có công, còn của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện, tất cả các đối tượng nêu trên sẽ nhận được quà trợ giúp Tết trước ngày 25 tháng 1 năm 2019. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cho người lao động năm nay thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo đó, thưởng Tết Nguyên đán 2019, mức thưởng cao nhất cùng thuộc về doanh nghiệp FDI. Nhóm doanh nghiệp này chi trả thưởng Tết cho người lao động cao nhất là 115,6 triệu đồng, thấp nhất là 385.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán ở các doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh mức cao nhất là 99 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng một người. Ở nhóm các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 7 triệu đồng một người. Nhóm công ty có cổ phần nhà nước góp vốn chi phối là hơn 5 triệu đồng một người. Mức thưởng này được Sở tổng hợp từ báo cáo thưởng Tết của gần 100 doanh nghiệp trên 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp bên cạnh tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thì cũng rất quan tâm đến vấn đề thưởng Tết cho người lao động. Thưởng Tết không chỉ tạo thêm một khoản thu nhập cho người lao động mà còn là sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm làm việc nỗ lực. Và dù ít hay nhiều thì đây cũng là sự quan tâm động viên người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp.
Những ngày gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không khí sản xuất tại các nhà máy của công ty cổ phần dệt may Huế như khẩn trương hơn. Người lao động hăng say làm việc trong những ngày giáp Tết để bảo dưỡng máy móc trong những ngày nghỉ Tết sau hơn một năm đi vào hoạt động. Tại 5 nhà máy của công ty này có khoảng 5.200 lao động tham gia hoạt động sản xuất. Theo báo cáo của công ty, năm nay công ty thưởng Tết cho người lao động khoảng 2,2 tháng lương để động viên người lao động đã gắn bó với doanh nghiệp từ ngày đi vào hoạt động đến nay. Dự kiến tiền thưởng Tết cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may Huế khoảng 4,2 tỷ đồng. Để động viên cho cán bộ nhân viên trong cái dịp Tết Kỷ Hợi này, lãnh đạo công ty cũng đã họp thống nhất chi cho lương tháng 13 là bằng 1,7 tháng, tức nhiên là trích ra gần 42 tỷ để chia cho để trả để chi Tết cho người cán bộ nhân viên. Bình quân mỗi cán bộ nhân viên được khoảng 8 triệu đồng. Công ty cổ phần 1 tháng 5 hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất gạch, trang trại tổng hợp nuôi heo, xây dựng với hàng trăm lao động. Nhưng ngày nay, ngoài việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ thì vấn đề lương và thưởng cũng đang được doanh nghiệp xem xét tính toán để làm sao người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp cũng như thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động. Công ty thì cũng làm ăn thì cũng có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà cái chăm lo đời sống cho người công nhân lao động thì công ty cũng chưa bao giờ là bỏ qua. Tết này thì cũng công ty cũng đang đầu tư, cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà cũng có lương là thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động. Hiện công đoàn khu kinh tế công nghiệp tỉnh có 24 tổ chức công đoàn cơ sở, trong đó có 1 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 12 công đoàn cơ sở FDI, 11 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp cổ phần với tổng số đoàn viên 19.429 người và tổng số lao động là 21.525 lao động. Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp cơ bản duy trì ổn định, tạo việc làm cho người lao động. Công đoàn ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, tặng quà cho công nhân lao động trong các dịp lễ Tết. Trong dịp Tết này, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, lương thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp của các khu công nghiệp trên địa bàn năm nay khá hơn. Chuẩn bị Tết thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch về cho các công đoàn cơ sở về công tác là chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết. Tính tới hiện nay thì riêng ở công đoàn khu kinh tế công nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi đã là chuẩn bị đến hơn 500 xuất quà về cho các đơn vị, phân bổ về cho các đơn vị có công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để nhằm chăm lo cho công nhân lao động có cái Tết đầm ấm và sum vầy. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp hoạt động với gần 96.000 công nhân và người lao động. Đến thời điểm này, có gần 100 doanh nghiệp báo cáo về kế hoạch và mức thưởng Tết cho người lao động đến các sở ngành chức năng. Những phần quà, sự hỗ trợ kịp thời đối với người lao động sẽ càng có ý nghĩa hơn vào mỗi dịp Tết đến, lan tỏa sự sẻ chia đến với mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cùng nhiều nguồn lực khác đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh dần vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới vẫn còn 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%. Góp thêm nguồn lực tạo cú hích cho công tác giảm nghèo ở những địa phương này, kế hoạch 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công các đơn vị giúp đỡ trực tiếp những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ra đời với ý nghĩa đó. Phóng sự sau mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những kết quả sau 2 năm triển khai kế hoạch này. Chồng mất sớm, một mình xoay sở nuôi 5 miệng ăn nên cải nghèo, cải khổ, cứ đeo bám mãi gia đình bà mía. Thế nhưng sau nhiều năm có tên trong danh sách hộ nghèo của xã, năm 2018 khép lại với nhiều niềm vui đến với bà mía khi vừa ra khỏi hộ nghèo lại sắp được ở trong ngôi nhà mới. Tiếp sức để gia đình bà vươn lên thoát nghèo chính là từ nhiều nguồn lực, trong đó chi phí làm nhà một phần từ chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung. Còn giống vật nuôi là từ nguồn hỗ trợ của 3 đơn vị được phân công giúp đỡ xã Thường Long theo kế hoạch 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Được nhận một con heo trước rồi cái nhà nữa họ hỗ trợ 16 triệu. Xong bờ con bò, giảm con bò 12 triệu. Mừng nhiều, cảm ơn nhiều.
Thiếu đất sản xuất là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ hộ nghèo ở Hương Hữu còn ở mức cao. Từ thực tế này, công tác giảm nghèo ở xã Hương Hữu kể từ sau khi có sự vào cuộc của ba đơn vị được phân công phụ trách giảm nghèo tại địa phương đã tập trung vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi, thông qua hỗ trợ con giống, cho mượn vốn quay vòng và cải thiện điều kiện sống, với việc hỗ trợ 3,5 triệu đồng cho mỗi hộ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn. Từ sự hỗ trợ để đa dạng sinh kế, tăng thu nhập, năm 2018, gia đình ông Hồ Văn Nhìn không chỉ ra khỏi hộ nghèo mà còn dành dụm trả sắp xong số tiền vay 50 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Nhà nước đã ủng hộ rồi như thế, thì làm thế nào gia đình phải cố gắng chứ. Cố gắng để làm vườn kinh tế, đi lên kinh tế rồi cho cháu chặt đi học hành. Tham gia vào kế hoạch 16 có 57 đơn vị là các sở ban ngành, các trường học, được chia thành 19 nhóm. Mỗi nhóm được phân công hỗ trợ một xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% của hai huyện Nam Đông và A Lưới. Tỉnh riêng trong năm 2017, năm đầu tiên triển khai, đã có trên 6 tỷ đồng được huy động để giúp đỡ các hộ như bà Mía, hai ông Nhìn thoát nghèo. Kết quả này cũng đã phần nào khẳng định hiệu quả mà kế hoạch 16 mang lại, cho dù thời gian đầu cũng gặp phải những hạn chế nhất định. Năm 2017 vừa rồi là 34 hộ là thoát nghèo. Thì năm 2018 này thì 37 hộ thoát nghèo. Đó, cho nên đây thấy cái hiệu quả, cái sự hỗ trợ của cấp trên ấy, nói chung là cấp tỉnh, nhưng ba sở của tỉnh hỗ trợ có hiệu quả rất thiết thực, mà hộ nghèo là thoát nghèo bền vững. Xã thì cũng tiến hành họp ra soát cái đối tượng, đúng đối tượng để hỗ trợ. Cái sự hỗ trợ này là cũng rất là thiết thực đối với bà con. Bà con thấy cái sự hỗ trợ đó thì bà con sẽ có cái sự cố gắng vươn lên trong công tác giảm nghèo. Trong năm 2018 thì trên cái tinh thần tổng kết kế hoạch này trong năm 2017 thì các cái đơn vị, bản thân các đơn vị trợ giúp 57 đơn vị đó, rồi ủy ban các xã có cái tỷ lệ hộ nghèo trên 25% và ủy ban hai cái huyện A Lưới, Nam Đông thì cũng đã có cái sự vào cuộc, cho nên là không còn dừng lại ở cái việc cấp xã chỉ là cái cầu nối đơn thuần nữa, mà họ đã có cái sự kết nối để mà cùng với cái nguồn lực trợ giúp từ các đơn vị kết hợp với cái nguồn lực chính thống của nhà nước đầu tư tạo ra một cái cú hích để các cái hộ trên địa bàn thì có cái năng lượng hơn, có cái chất xúc tác mạnh hơn để mà thực hiện công tác giảm nghèo. Xem các đơn vị hỗ trợ là một mắt xích quan trọng trong quá trình giảm nghèo ở địa phương để có sự chia sẻ, tư vấn kịp thời trong việc hỗ trợ các hộ dân nghèo trên địa bàn nói riêng và cộng đồng nói chung. Vai trò này của các địa phương cũng cần được tăng cường hơn nữa để phát huy nguồn lực từ các đơn vị, ban ngành, trường học tham gia kế hoạch 16 trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên đề lao động và xã hội số tháng 1 năm 2019 của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề sau.